Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 17 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng thiên ấn che chở cho người tuổi Tý trong thứ tư này để con đường công danh sự nghiệp rộng thênh thang con giáp này có thể phát triển được thêm năng lực của mình nhờ phát huy được những tiềm năng trước đó chưa được khai phá tuy nhiên đừng vì những may mắn hiện tại mà cho mình cái quyền cao ngạo hay cho rằng bản thân luôn đúng bạn sẽ chẳng thể đứng mãi một mình trong thế giới này đâu đến một lúc nào đó bạn vẫn cần những người khác để hỗ trợ mình vì thế trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy nhớ khiêm tốn mối quan hệ của bạn và nửa kia gặp không ít sóng gió trong ngày hôm nay Người ấy có thể vì hiểu lầm mà dẫn đến tranh cãi, chiến tranh lạnh với bạn trong khi rõ ràng bạn không làm gì sai và cũng chẳng biết phải giải thích ra sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Đừng do dự sẽ mất cơ hội kiếm tiền, công danh, chức vụ, tình cảm, nếu có người đề nghị công việc nên chấp thuận. Tình cảm tốt, đề phòng sức khỏe không tốt. Trong thân nhân có người đau ốm, hoặc có tin xấu về công danh, tiền bạc tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi việc không nên để lâu dài dây dưa cũng không nên phân bua nói nhiều dễ gây ra nhiều chuyện không hay bị hàm oan tranh cãi hao tốn về khách khứa tiệc tùng hoặc về giao thiệp nhưng cũng có lộc nhỏ thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh cẩn trọng về sức khỏe không được tốt tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc có sự thay đổi biến động đột ngột cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ cần phải bỏ công sức hoặc phải gây áp lực mới có kết quả ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có cuộc đi ngắn thuận lợi cho việc sửa chữa mua sắm dọn dẹp chữa bệnh tài lộc vào nhanh ra nhanh trong nhà có người đi xa thay đổi việc làm tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, kết bạn, đính ước, tiệc tùng, cuộc vui. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Ngày có nhiều sự thay đổi về việc làm cũng như tình cảm. Không nên trần chờ khi cơ hội đến, mọi việc nên tiến hành. Nếu có sự đề nghị hồn hạp hoặc mời tham gia thì nên chấp nhận. Tình cảm tốt, có hỷ sự, có tin xa, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, cục diện tam hợp là các tinh chiếu mệnh cho người tuổi sửu trong hôm nay. Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, biết cách nắm bắt thời cơ, nên công việc của con giáp này dễ thăng tiến. Vận trình khởi sắc rực rỡ, làm đâu xong đó. Lại thêm thiên tài lại là dấu hiệu may mắn trên con đường tài lộc của bản mệnh. Nếu đã chăm chỉ làm việc suốt quãng thời gian vừa qua, bạn xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự nỗ lực của mình. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai. Nhân duyên khác giới của những người còn độc thân cũng khá vượng. Hãy tham gia vào những buổi tụ tập gặp gỡ nhiều hơn, có thể bản mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Đã đến lúc bạn cần phải mở cửa trái tim mình và đón nhận hạnh phúc rồi. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tỵ tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ bị làm ơn mắc quán, hàm oan. Đề phòng có người kích bác hoặc nói xấu mình. Có tin xa tốt về chuyện tình cảm của mình hoặc của người thân, và có tin buồn về sức khỏe. Có sự thay đổi về công việc. Nếu có tài lộc chỉ là lộc của hạn kỳ vay mượn, tạm ứng. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì sẽ gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có. Sức khỏe không tốt hoặc phải lo lắng nhiều. Cần nên tôn trọng ý kiến lẫn nhau, dễ có sự bất hòa, nói nhiều. Có tài lộng nhưng dễ hao. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Tránh tranh cãi, phân bua, sự việc gì cũng có cách giải quyết. Nên cẩn trọng trong mọi việc, dễ gặp sự trách oán, phiền lòng. Ngày có nhiều sự trắc trở, khó khăn, hoặc phải làm việc vất vả mới có kết quả. Sức khỏe không tốt, nên có sự nghỉ ngơi. Có tin buồn. Chuyện vui chơi, tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, làm việc gì cũng không nên hấp tấp vì sự việc luôn luôn đến hai lần. Ngày có nhiều bất an, lo toan, có tin buồn, đỉnh đám, có sự tổn hại hoặc không được như ý về bếp núc ăn uống. Cần phải dè dặt khi có lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro lỡ bước không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối sức khỏe không tốt có tin buồn chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn tu bổ sửa chữa mua sắm có quý nhân giúp đỡ tài lộc không tốt tử vi tuổi dần ngày tị dần tương hại cho thấy những vết nứt rạn đang xuất hiện trên vận trình tình cảm của người tuổi dần mối quan hệ của hai bạn có dấu hiệu rạn nứt hãy nhanh chóng tìm xem nguyên nhân là gì vừa đưa ra cách khắc phục ngay lập tức đừng để quan hệ giữa đôi bên càng ngày càng lạnh nhạt xa cách kiếp tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền của những chú hổ đang rất lớn hôm nay bạn khó mà giữ được đầu óc sáng suốt gì trong vấn đề liên quan tới tiền bạc theo tử vi hàng ngày cho thấy, tốt nhất nên cân nhắc kỹ trước khi đem tiền đầu tư vào đâu hay mua sắm thứ gì. Ngày 13 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi tuất. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy. Cẩn trọng khi nhận tin tức, người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn, không chứa chấp người lạ trong nhà hoặc kết bạn mới có sự kèn cựa tranh giành của tiểu nhân đưa đến có nhiều bực mình, nhưng không nên tranh cãi, sẽ bị thiệt thòi hoặc bị ràng buộc về lời nói, hẹn ước. Tránh chuyện thị phi, thư kiện, có người chơi xấu hoặc gây cản trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ hoặc có được tài lộc và phân tán trong những việc đã có dự tính trước. Ngày thuận lợi cho sự thay đổi mọi mặt và đi xa, di chuyển. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, vui chơi lâu dài, dễ có sự mích lòng, thiệt thòi cẩn trọng khi muốn tiến hành giải quyết các công việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi có chuyện thị phi trách oán tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên hài lòng với những gì đã có trong hiện tại nên cố gắng thêm sẽ có kết quả tốt hơn mọi việc nên khéo léo dùng tình cảm để thuyết phục sẽ có lợi có người nhờ mình giúp đỡ hoặc do chính mình tự nguyện bảo bọc ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn nhưng vẫn có tin tốt về làm ăn cho tương lai mọi sự mong cầu về tiền bạc khó thành công tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc công danh sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu hoặc có sự rời hẹn sai hẹn hoặc bất đồng ý kiến nên nhẫn nại tương lai sẽ có kết quả như ý tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim dù tình thế có biến chuyển đến đâu thì cũng nên bình tĩnh không nên hấp tấp giải quyết ngày có nhiều tin tức sự việc đến phải lo bận rộn cần phải bỏ bớt những chuyện không cần thiết và chú ý vào những việc quan trọng hoặc những vấn đề đã được định trước hẹn trước có tin buồn cẩn trọng khi di chuyển sử dụng xe cộ máy móc hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mão. Tỷ kiên xuất hiện là điểm báo có những rắc rối liên quan đến các mối quan hệ khiến người tuổi mão muốn làm gì cũng không yên. Bạn cảm thấy khó chịu vô cùng khi công việc không suôn sẻ, làm gì cũng bị cản đường, dễ sai sót, hỏng việc. Đồng nghiệp không hiểu ý, việc hợp tác trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc này, chớ nên để những vướng bận đó làm dối trí vì nếu không xử sự khéo léo, những chú mèo rất dễ vướng vào những phi vụ rắc rối trốn công sở. Bạn tốt nhất không nên nóng nảy đổ thêm dầu vào lửa. Nếu có thể tốt nhất hãy chỉ sắm vai là một người đứng ngoài cuộc mà thôi. Bù lại, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà, bởi bạn hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi ngọ. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy sức khỏe không tốt nên chăm chú về công việc làm của mình không nên nghĩ chuyện xa xôi bàn tán chuyện người sẽ gặp điều không hay nên ở yên ngày có nhiều tin tức không tốt xui xẻo đến với mình dễ bị trách oán hàm oan tranh cãi dễ bị phạm sai lầm sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hao tài về vui chơi giao thiệp tiệc tùng tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nếu không phải là chuyện cần thiết thì nên giới hạn việc đi lại, gặp gỡ, chỉ đem lại nhiều hao tốn, hoặc rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui hoặc được quà cáp hao tốn về mua sắm giao thiệp tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít ngày có sự họp mặt tiệc tùng gặp bạn vui chơi có tài lộc hao tốn về mua sắm có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày kết quả công việc còn chậm gặp lại người cũ Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Mọi việc mong cầu mà có sự chắc trở trước thì có sự thuận lợi sau. Ngày có sự họp mặt hay có cuộc hẹn mà phải đi trong thời gian ngắn hạn. Hao tài về ăn uống, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi Thìn. Chính tài xuất hiện trong tử vi thứ tư này của người tuổi Thìn đem đến cho con giáp này những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày tuy nhiên tiền nhiều cũng kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao do đó nhân lúc tiền bạc dồi dào bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí nên có tiết kiệm đề phòng khi đau ốm hay có việc bất chắc xảy ra thì hơn trong chuyện tình cảm hôm nay những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sử, dậu. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa, nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc. Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức tức đến cần phải giải quyết. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc những việc xưa cũ đã đến lúc phải có sự kết thúc hoặc phải thay đổi nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái nên ra đi giải quyết công việc có tin xa hoặc có khách ngày có sự hao tốn về tài lộc cho những dịch vụ định ký tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa văn phòng mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý có tin về công việc đã kết thúc hoặc có tin mới về việc sắp tới đã được dự tính trước. Tử vi tuổi nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Đã đến lúc cần phải mạnh dạn lên tiếng hoặc phải thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù biết rằng có khó khăn trước mặt. Ngày có sự hao tốn về sửa chữa, mua sắm, có tin tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Tỵ dưới tác động của thương quan, người tuổi tỵ luôn trong tâm trạng bất an, khó lòng giữ được sự tập trung để làm việc cho thật tốt trong hôm nay. Lúc này thay vì cứ cố nhồi nhét vào đầu những nhiệm vụ khó nhằn, bạn có thể đi lại, ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo trước khi quay lại bàn làm việc. Thả lỏng tâm trí sẽ giúp bạn lấy lại sự tỉnh táo và hạn chế được sai sót không đáng có. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy có những phút giây ngọt ngào bên nhau sau khoảng thời gian bận rộn vừa rồi thậm chí cả hai ngồi cạnh nhau mà không cần phải nói quá nhiều nhưng vẫn hiểu được ý đối phương, bởi chính tiếng lòng của cả hai người đã hòa quyện với nhau, đôi trái tim cùng chung nhịp đập. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị dậu. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng. Nếu không phải là việc cần thiết, khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm, không có lợi. Ngày không tốt cho mọi việc giao dịch, ký kết, hợp tác. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi. Việc đi lại nên có sự giới hạn, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi, việc đi lại nên có sự giới hạn hoặc không được như ý. Nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường. Không nên bày vẽ thêm không có lợi, ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết. Tử Vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt. Nên hãy để tự nhiên, có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin xa về tình cảm giao thiệp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Tính toán nhiều quá thì dễ sai lầm, hoặc hấp tấp trong công việc thì gặp nhiều rủi ro, lỡ bước. Không nên để hoàn cảnh gây áp lực đối với mình, ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, chỉ thuận lợi cho việc chỉnh đốn, tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi ngọ. Xem tử vi thứ tư của người tuổi ngọ cho thấy hôm nay là một ngày rực rỡ với con giáp này. Thực thần đem tới cho bản mệnh những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều. Người làm kinh doanh có một ngày an nhàn bởi hàng hóa bán chạy mà không cần phải tất bật ngược xuôi vất vả. Nhân cơ hội này bạn có thể tính toán mở rộng thị trường, đa dạng hàng hóa nhưng luôn phải giữ uy tín và chất lượng sản phẩm để gây dựng thương hiệu cho mình. Trong ngày hôm nay, tâm tính những chú ngựa cũng có thể bị ảnh hưởng ít nhiều, dễ trở nên nóng nảy, ăn nói không suy nghĩ. Nhất là trước mặt người ấy, dường như đối phương càng nhún nhường thì bạn lại càng được nước lấn tới. Hãy cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân trước khi gây ra điều gì đó khó cứu vãn nhé. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ tí thìn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Tình cảm tốt vui vẻ, ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm. Đã đến hạn kỳ cho công việc tình cảm, tiền bạc cần phải giải quyết. Có sự mâu thuẫn, hiểu lầm chút ít trong nội bộ nhưng vẫn có thể hòa giải được. Có quý nhân giúp đỡ, tài lộc tốt hoặc có lộc ăn, hội họp. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Mọi sự rất dễ thay đổi, do đó việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm, hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm sức khỏe việc làm có sự họp mặt hội ngộ với bè bạn người thân có tin xa có khách người có vai trò quan trọng đối với mình đến tài lộc trung bình tiền đáo hạn định kỳ việc đi lại di chuyển nên đề phòng rủi do tai nạn nhỏ hoặc đi mà không vừa ý tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày có chuyện vui nhỏ hoặc có tin tức ở xa không nên nhúng tay vào chuyện người khác chỉ đem đến thị phi tranh cãi mong cầu tiền bạc tuy có nhưng không nên tham vọng có tin buồn về tai nạn đau yếu hoặc công việc làm ăn bị thất bại của người thân bè bạn có cuộc đi ngắn hao tài về sửa chữa mua sắm tử vi tuổi mùi thiên tài soi sáng cho người tuổi mùi trên con đường tìm kiếm tài lộc đặc biệt là người theo nghiệp buôn bán tất cả là nhờ khả năng quyết đoán đón đầu xu hướng bắt kịp thị trường không phải ai cũng chấp nhận rủi ro tốt như bạn thế nên thành quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay khá suôn sẻ nhân cơ hội này bạn có thể đẩy nhanh tiến độ tỏ tình với người mình thích hoặc hẹn hò với người yêu bạn nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày khởi công tạo tác mọi việc tốt lành tốt nhất là xây cất lầu gác chôn cất cưới gà các việc khác cũng tốt như dựng phòng, cất trại, xuất hành, chặt cỏ phá đất. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày không tốt, gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn. Có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng. Có sự hoàn trả về tiền bạc, hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển, nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Nên giới hạn mọi sự giao thiệp, việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có cuộc đi xa hoặc di chuyển dù có trở ngại chút ít nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc có sự hội họp gặp gỡ đình đám vui chơi có tin buồn có tài lộc tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc Mọi việc mong cầu mà có sự chắc trở trước thì có sự thuận lợi sau. Ngày có sự họp mặt, hay có cuộc hẹn mà phải đi trong thời gian ngắn hạn. Hao tài về ăn uống, mua sắm, quà tặng. Tử vi tuổi thân. Tỵ thân tương phá gây ra những tác động xấu nhắc nhở người tuổi thân phải hết sức cẩn thận trong công việc vào ngày hôm nay có thể có kẻ tiểu nhân đã theo dõi bạn từ lâu lần này sẽ thừa cơ bạn sơ xuất để ném đá dấu tay gây ra những bất lợi trên con đường sự nghiệp của bạn tuy nhiên bạn cũng không cần quá lo lắng chính quan xuất hiện sẽ mang đến cho những chú khỉ những tín hiệu tốt để sớm tìm ra lối thoát cho thế bế tắc hiện tại nhưng trước đó bạn cần phải nỗ lực không ngừng chứ không được có tư tưởng buông xuôi mặc kệ chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia chưa chắc đã được yên bình trong ngày hôm nay đôi bên có thể xích mích mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Lời khuyên dành cho bạn là hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi mùi. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có quý nhân giúp đỡ. Tài lộc trung bình, có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Việc mình biết hoặc được sự yêu ái giúp đỡ của người khác thì nên giữ kín e có người tranh cạnh. Mọi việc càng nói ít thì càng tốt. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình có tin xa ngày dễ có sự hao tốn chi phí nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn nên giới hạn mọi việc không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả nhưng hơi có sự buồn phiền gặp trắc trở đôi chút không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Đề phòng có người nói xấu mình hoặc kèn cựa trong công việc hoặc gặp nhiều sự khó khăn chắc trở. Tuy nhiên đây chỉ là vấn đề bắt buộc phải gặp, đụng chạm. Nên giữ hòa khí, giao hào, và biết chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau thì mọi việc sẽ hanh thông. Có cuộc đi ngắn, có quà nhỏ hoặc có tin tốt lành về tình cảm. Tiền bạc còn chậm. tử vi tuổi dậu cục diện tam hợp mang đến cho người tuổi dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm đường tình duyên trơn chu xuân sẻ bản mệnh thường xuyên được những lời yêu thương từ người ấy dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau tuy nhiên công việc của bạn lại chẳng được suôn sẻ như chuyện tình cảm thiên quan báo tin xấu mệnh chủ cần đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại mình bằng cách tung tin đồn thị phi lan tràn khắp nơi dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của bản thân không làm điều gì hổ thẹn nhưng tin đồn bất lợi vẫn khiến bạn rất khó chịu. Cũng trong ngày hôm nay, những chú gà cần chú ý khi ký kết thỏa thuận hoặc hợp đồng liên quan đến tài chính. Lúc này nếu không tập trung nên bạn rất dễ để ra sai sót không đáng có, hãy cẩn thận hơn. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, sửu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy ngày dễ có sự trách oán phiền muộn hiểu lầm thị phi không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương ngày nên ngồi yên nếu có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì chỉ nghe những chuyện không tốt dễ hao tài tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường không nên bày vẽ thêm không có lợi ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết hợp tác tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi việc đi lại nên có sự giới hạn hoặc không được như ý tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ không nên có sự xích mích tranh cãi khi có bất đồng quan điểm có sự cạnh tranh hoặc có người kích bác mình có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám có tin xấu về sức khỏe bổn mạng tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc không nên trần chờ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ hẹn hò tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều biến động khiến cho công việc hoặc ý định của mình phải thay đổi hoặc tính toán lại. Nên chịu khó nghe lời khuyên của nhiều người trước khi quyết định, hành động. Có tài lộc hoặc có tin tức tốt thuận lợi cho mình có sự hao tốn về giao thiệp mua sắm. Tử vi tuổi tuất Hôm nay, người tuổi tuất không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc trong ngày được chính tài soi dọi. Khó khăn tài chính trước đó gần như được tháo gỡ toàn bộ, tuy nhiên bạn nên tận dụng thời gian này để chi tiêu hợp lý chứ đừng vội tiêu xài hoang phí khi đang dùng rỉnh Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định đôi bên thường hay chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bạn đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của người ấy nên giữa cả hai không mấy khi xảy ra khúc mắc. Hôm nay là ngày tam nương sát. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Do đó, nếu có việc quan trọng bạn nên rời sang ngày khác để tránh rủi ro, đen đủi. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ tí thân tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Ngày không tốt, có nhiều tin xấu về công danh, sức khỏe, bổn mạng, tài lộc của người thân, bè bạn có liên quan đến đời sống của mình. Đề phòng rủi ro, tai nạn, đau ốm. Nên giới hạn mọi sự giao tiếp, sẽ gặp những chuyện phiền hà. Tranh mọi sự thị phi, tranh cãi. Không nên tiến hành những công việc lớn lao. Công việc chưa có thể kết thúc hoặc hoàn chỉnh. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Nên cẩn trọng trong mọi sự dù công việc hay tình cảm có dễ dãi cũng không nên đi quá xa dễ gặp sự mích lòng hay trách oán hao tốn làm việc gì thì cũng phải làm đến khi có sự kết thúc chớ nên bỏ ngang ngày có sự đáo hạn đến hẹn tử vi tuổi mậu tất thuộc mệnh mộc tài lộc còn chậm dễ hao hay chỉ là lời hứa không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra nên cầu viện quý nhân về ý kiến cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử Vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Mọi việc nên chậm rãi giải, giải quyết và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến hoặc có tin ở xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài Lộc trung bình. Tử Vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy công việc dù tốt đến mấy cũng phải đề phòng mọi chuyện đôi khi có những sự việc tin tức xảy ra ngoài dự tính khiến cho phải tạm dừng bỏ dở riêng về mặt tình cảm trong nội bộ gia đạo thì tốt có tin xa tài lộc trung bình có khách đến hoặc có tin tức của họ thăm hỏi tử vi tuổi hợi tỵ hợi tương xung khiến vận trình ngày hôm nay của người tuổi hợi nhiều gian nan chắc trở dù tiến hành công việc gì cũng dễ gặp phải nhiều chướng ngại vật hoặc tiểu nhân cản đường che lối. Chính vì thế, trong ngày này, bản mệnh nên hết sức thận trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Tuy nhiên, có chính ấn giúp sức, con giáp này không để cho mình bị những khó khăn trước mắt khuất phục. Càng khó khăn thì bản mệnh lại càng thấy thách thức và quyết tâm vượt qua. Bạn có thể đạt được những bước tiến khá lớn và được cấp trên trao cho thêm nhiều trọng trách nữa. Trong chuyện tình cảm, người độc thân khó lòng tìm được nhân duyên của mình. Đã vậy áp lực từ bên ngoài càng khiến bạn nản lòng, có xu hướng muốn trốn tránh để khỏi phải nghe những lời hỏi han về chuyện lập gia đình. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của buồn mạng. Không nên tranh cãi, hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộng nhưng dễ hao. Nên kết thúc công việc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu có tin buồn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc. ngày xung của buồn mạng đề phòng có người dòm ngó vào chuyện của mình hoặc gặp chuyện thị phi nói xấu tranh cãi có tin buồn sức khỏe không tốt đề phòng rủi ro tai nạn mọi việc chỉ nên tiến hành bình thường bày vẽ thêm sẽ gặp nhiều rắc rối hoặc có những sự việc xảy ra không đúng như dự tính không nên nhúng tay vào chuyện công danh tình cảm của người khác tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi ngày có tài lộc hoặc gặp được chuyện như ý tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày sung của buồn mạng, ngày có nhiều âu lo, ưu phiền, có sự trái ý, gặp nhiều áp lực, trở lực. Nên đề phòng rủi ro, có tin xa hoặc có người dự tính việc ra đi, không nên dính líu đến chuyện thị phi, công việc của người, làm ơn mắc oán. Tài lộc trung bình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.